Nếu như mọi người đã có sản phẩm Logibel Saba 1000, tuy nhiên vẫn cảm thấy chất âm vẫn chưa đạt yêu cầu, thì ở video clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái mẹo để mọi người có thể tân niên setup dòng sản phẩm Logibel Saba 1000 của chúng ta có chất âm hay hơn, tốt hơn, trải nghiệm âm thanh tuyệt vời hơn. Ok, khi mà mọi người vừa mới mua sản phẩm Logibel 31000 về thì mọi người sẽ có một cái bộ như thế này. Chúng ta bao gồm một lo thanh sao 3. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một lo sub. Đó. Đây là sub sao 3 ha. Một bộ gồm sản phẩm lo thanh và sub. Ngoài ra thì nhà hãng còn tích hợp ở hai bên này là hai chiếc lo vệ tinh. Đây chính là cái sản phẩm rất là quan trọng trong bộ dàn của chúng ta. Nó sẽ tái tạo cho chúng ta được những âm thanh surround tốt nhất. Và đặc biệt hơn thì đối với sản phẩm Logibel 31000 á, thì họ sẽ sử dụng hai cái lo thanh vệ tinh này để mà chúng ta có thể tuning sản phẩm của chúng ta cho ra chất âm tốt nhất. Thay vì ở sản phẩm Bô thì họ cho thêm chúng ta một cái tai nghe, không cần. Sản phẩm này đã tích hợp trên chiếc lo này rồi. Và bước đầu tiên khi mà chúng ta tuning sản phẩm thì chúng ta sẽ bố trí lo sao cho hợp lý. Thì đối với những cái sản phẩm Logibel 31000, nếu nhà chúng ta có những cái kệ như thế này thì chúng ta sẽ đặt ở phía dưới kệ. Còn đối với những nhà mà không có kệ, đối với phòng ngủ á, không có kệ thì chúng ta sẽ bắt bát. Như mình ở đây mình sẽ bắt hai cái bát L để mình đặt sản phẩm loa sao 3 mình lên. Đó. Sau khi mà đặt loa thanh vào vị trí thì chúng ta sẽ bố trí sub. Thì đối với chiếc sub sao 3 của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt ở bất kỳ đâu trong không gian nhà, miễn sao chỗ đó nó có ổ cắm. Đó. Thì đây mình sẽ đặt ở một cái vị trí vào góc ha. Mọi người có thể hoàn toàn đặt ở bất kỳ đâu nếu mọi người cảm thấy hợp lý, đẹp, thẩm mỹ là được. Ok mọi người, thì đầu tiên thì chúng ta bắt đầu tiến hành vào phần cài đặt setup sản phẩm Logibel 31000. Thì mọi người giúp mình tải một cái phần mềm, đó chính là phần mềm CBL One. Ở đây mình đã tải sẵn để cho mọi người có thể nhận biết. Mọi người có thể lên App Store hoặc là Google Play để mọi người có thể tải. Đó, sau khi mà tải app về thành công thì mọi người giúp mình cài đặt kết nối giữa điện thoại và lo. Đó, thì ở trên lo mọi người bấm vào cái phần nút nguồn sụt. Đó, thì mọi người thấy nè, nó hiện chữ Bluetooth Connect. Chúng ta mới tiến hành vào phần điện thoại, vào phần Bluetooth. Chúng ta dò tìm sản phẩm Logibel 31000. Mọi người đợi một tí ha. Đây, sản phẩm Logibel 31000 đã hiện lên màn hình. Chúng ta bắt đầu tiến hành vào phần cài đặt. Sau khi đã kết nối lo với điện thoại thành công thì chúng ta bắt đầu tiến hành vào app. Điểm đặc biệt ở sản phẩm Logibel 31000 này đó chính là việc khi mà chúng ta đã kết nối sản phẩm lo với điện thoại thành công thì tự động nó sẽ link vào cái phần app luôn. Thì sau khi mà đã cài đặt xong vào phần giao diện này thì mọi người bắt đầu tiến hành vào bên trong. Thì ở đây thì nó còn cho chúng ta một cái phần đó chính là equalizer để chúng ta có thể cân chỉnh dễ bass, dễ mid, dễ treble, tùy vào nhu cầu của chúng ta. Và thể kéo cái cần này tùy ý. Đó. Nhưng mà thật ra cái này cũng không có còn quan tâm nhiều. Chúng ta bây giờ đang tuning nên là chúng ta sẽ tập trung vào cái phần giúp mình là cái phần calibration nè. Chúng ta bấm vào. Thì bấm vào cái phần star. Lúc này nhà hãng yêu cầu chúng ta đó là phải tách hai lo vệ tinh ra. Đặt vào hai bên vị trí của chúng ta ngồi. Thì bây giờ thì mình sẽ tháo hai lo vệ tinh ra. Đặt cái này trước đi. Thì ở đây nó sẽ có ký hiệu nè mọi người. Left nè, right nè. Mọi người nhớ giúp mình nha. Bây giờ thì mình sẽ đặt ở hai vị trí. Thì mình sẽ đặt ở vị trí bên này. Và vị trí bên này. Và mình sẽ ngồi ở khoảng chính giữa. Ở đây do là hai cái ghế mình có khoảng cách nên là mình sẽ đặt hình dung cho mọi người thôi. Thì khi mà ở ghế nhà mọi người thì mọi người cứ ngồi ở vị trí chính giữa trung tâm và mọi người đặt ở lo ở hai bên là được. Và mình sẽ bấm vào cái phần đó chính là calibration nè. Phần này thì mọi người nhớ giúp mình là hãy giữ yên lặng khi mà chúng ta tuning. Tiếp đến thì chúng ta sẽ bắt đầu ở bước tiếp theo trên màn hình. Lúc này thì app yêu cầu chúng ta tách hai lo vệ tinh của chúng ta vào vị trí mà chúng ta sẽ lắp khi mà chúng ta xem phim.
Đó, thường nó sẽ nằm ở khoảng cách ở hai bên. Bây giờ chúng ta sẽ kéo ra. Sau khi mà chúng ta đã kéo ra rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại màn hình. Bấm vào cái phần đó chính là calibration nè. Đó, bấm vào. Giữ yên lặng trong vài giây. Sau khi đã hoàn thành thì lo chúng ta đã tuning xong. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bấm theo vị trí ở trên màn hình. Bấm vào phần này. Và loa chúng ta sẽ được khởi động lại đo hiệu ứng âm thanh. Đó, bây giờ chúng ta đã có thể trải nghiệm được cái âm thanh vòm nó chính xác hơn, nó rõ, nó chân thật hơn. Đó, mọi người có thể nghe được cái tiếng surround nó chạy. Đó, và sau đó thì chúng ta sẽ bấm phần đoan là hoàn thành thôi. Và chúng ta đã cài đặt tên lên xong sản phẩm loa CBL 3-1000 rất là nhanh gọn trên cái phần app này. Rất là nhanh đúng không mọi người? Chỉ khoảng tầm 5 phút thôi mà chúng ta đã có thể tuning lên được sản phẩm loa JBL 3-1000 để chúng ta có thể trải nghiệm được hiệu ứng xem phim, hiệu ứng âm thanh nghe nhạc cho nó tốt nhất, cho nó hay nhất. Thì đối với những cái dòng sản phẩm loa JBL hoặc là loa Sabah khác thì nó cũng vậy thôi các bạn. Nó cũng phải tuning lên để chúng ta có thể trải nghiệm. Và mọi người hãy đón chờ ở video clip tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách tuning lên sản phẩm loa Bo 900. Và mọi người thấy video clip hay hãy bấm like, share, subscribe giúp kênh Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại.